đẹp xuất sắc cho các bác ạ. Báo cáo các bác là hôm nay em đã có cả bộ chân cho các bác nhé, combo cả đôi loa lẫn đôi chân này, để cho các bác cả loa cả chân 7,9 triệu, 7,9 triệu với combo cả bộ luôn ạ. Nếu mà không lấy chân thì em sẽ trừ tiền chân đi cho. Combo cả bộ này, đây là đôi loa Tannoy Mercury M20, chân của nó đây, theo chân của nó, cả bộ này nhé, cả đôi loa cả đôi chân, tổng mức giá là 7,9 triệu, 7,9 triệu. Chân rất là đẹp luôn, các bác nhìn này, ở dưới chân đều có đinh nhé, đều có mũ đinh nhọn hết nhé, hàng cực kỳ đẹp luôn. Hàng đẹp xuất sắc cho các bác luôn. Đây là Tannoy Mercury M20. Với tầm tiền vừa phải, hợp túi tiền, trang nhã lịch sự. Các bác ạ, tiền nào người ta nói là tiền là của đấy thì đúng thôi. Nhưng mà với tầm tiền 7,9 triệu đôi loa này, em dám khẳng định với các bác là chơi hay bày đẹp. Còn nhiều các bác là đua theo thương hiệu nhiều quá, phí tiền, tốn tiền lắm bác ạ. Chơi loa chơi âm thanh nó tốn tiền lắm. Nếu có tiền hàng nhiều hẳn ấy. Thì thôi thì loại nọ loại kia. Còn không cứ bình dân mà phang cho em. Cái bộ loa này với lại thêm một chiếc âm ly nó tổng nó chỉ tầm 11 triệu đổ lại này. Là chơi rất là hay, là đẹp rồi, nghe hay rồi. Với tầm tiền, hợp túi tiền của mình. Chứ các bác đừng có chơi cao sang quá. Nếu có tiền thì không nói. Nói như nhiều tiền thì không nói. Nhưng với tầm bình dân thì các bác cũng đừng quăng ra nhiều tiền quá. Rồi lúc là mua về xong rồi nó phối ghép, rồi là nó liên quan đến tốn cái kinh tế cho mình. Với mức như này các bác làm một con âm ly đèn nữa, con âm ly đèn nó tầm hơn 3 triệu, 4 triệu đổ lại nữa. Với bộ này nữa, đáp ứng cho các bác nghe các loại nhạc hay, chất mềm mại. Em đang có con âm ly đèn đấy, hơn 3 triệu, có hết vậy. Âm ly đèn hơn 3 triệu, 3 triệu 9 đấy. Đẹp xuất sắc cho các bác luôn. Chứ bây giờ nói thế thôi chứ ai cũng thế thôi. Nếu như quá nhiều tiền, như kiểu một số bác đại gia bác chơi loa, bác biết là có những bác vẫn đam mê loa đến giờ, bác tính vàng không biết là mất bao nhiêu tiền vàng, bao nhiêu là vàng chứ không. Người ta quy đổi, người ta nó trượt giá. Với lại ngày xưa người ta mua những chiếc đài nó tính cả cây vàng, mấy cây vàng. Mình không theo thế được, mình chơi theo cái đôi tai của mình nghe, mình thấy hợp túi tiền, mình nghe hợp túi tiền các bác ạ. Chứ còn bác đua theo những đôi loa vài tỷ hay là 5-70 triệu hay 20-30 triệu, 50-30 triệu, vài trăm triệu, mình chưa có lực. Mình giải quyết cái khâu cái giải trí của mình, cái nhu cầu của mình đến đâu thì mình làm cái đấy. Chứ đua theo nhiều quá tốn tiền lắm, không theo được đâu. Đấy. Đây là những đôi loa phải nói đáp ứng nhu cầu cho bác là chơi hay, bày đẹp, hợp túi tiền, trang nhã, nhẹ nhàng, lịch sự. Những đôi này có thể đánh những căn phòng 30m2 đổ lại thoải mái rồi các bác. Cực kỳ đẹp. Combo cả bộ, cả chân, cả loa, đôi loa này 7,9 triệu ạ. 7,9 triệu. Đấy, sau đây em sẽ quay gần lại chút loa cho các bác coi, nhìn thông số loa. Đây, nó bắt đầu gọi thông cả. Đây là đôi loa Tannoy Mercury. Để em nhìn xem nào. Ở trên này là thông số, nó không báo trở kháng. Nhưng đa số những dòng này trở kháng đều là 8 ohm hết. Đó ạ. Đây nhá, mặt trước của nó đây. Tannoy Mercury M20. M20. Mức giá 7,9 triệu cả bộ đây. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em. Rồi, em cảm ơn các bác. Đẹp xuất sắc cho các bác ạ. Báo cáo các bác là hôm nay em đã có cả bộ chân cho các bác nhé. Combo cả đôi loa lẫn đôi chân này, để cho các bác cả loa cả chân 7,9 triệu, 7,9 triệu với combo cả bộ luôn ạ. Nếu mà không lấy chân thì em sẽ trừ tiền chân đi cho. Combo cả bộ này, đây là đôi loa Tannoy Mercury M20. Chân của nó đây, theo chân của nó, cả bộ này nhé, cả đôi loa cả đôi chân, tổng mức giá là 7,9 triệu. 7,9 triệu.
chân rất là đẹp luôn, các bác nhìn này. Ở dưới chân đều có đinh nhá, đều có mũ đinh nhọn hết nhá. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Hàng đẹp xuất sắc cho các bác luôn. Đây là Tanoi Mercury M20. À, với tầm tiền vừa phải, hợp túi tiền, trang nhã lịch sự. Các bác ạ, tiền nào người ta nói là tiền là của đấy thì đúng thôi. Nhưng mà với tầm tiền 7 triệu 9 đô la này, em dám khẳng định với các bác là chơi hay bày đẹp. Còn nhiều các bác là đua theo thương hiệu nhiều quá, phí tiền, tốn tiền lắm các bác ạ. Chơi loa chơi âm thanh nó tốn tiền lắm. Nếu có tiền là nhiều hẳn đấy. Ờ thì thôi thì loại nọ loại kia. Còn không cứ bình dân mà phang cho em. À, cái bộ loa này với lại thêm một chiếc âm ly nữa, tổng nó chỉ tầm 11 triệu đổ lại đây. Là chơi rất là hay, là đẹp rồi, nghe hay rồi. Với tầm tiền, hợp túi tiền của mình. Chứ các bác đừng có chơi cao sang quá. Nếu có tiền thì không nói. Nói nhiều tiền thì không nói. Nhưng với tầm bình dân thì các bác cũng đừng quăng ra nhiều tiền quá. Đến lúc là mua về xong rồi nó phối ghép, rồi là nó liên quan đến tốn cái kinh tế cho mình. Với mức như này các bác làm một con âm ly đèn nữa. Con âm ly đèn nó tầm hơn 3 triệu, 4 triệu đổ lại nữa. Với bộ này nó đáp ứng cho các bác nghe các loại nhạc hay, chất mềm mại. Em đang có con âm ly đèn đấy, hơn 3 triệu. Có hết ạ. Âm ly đèn hơn 3 triệu. 3 triệu 9 đấy. Đấy. Đẹp xuất sắc cho các bác luôn. Chứ bây giờ nói thế thôi chứ ai cũng thế thôi. Nếu như quá nhiều tiền, như kiểu một số bác đại gia bác chơi hà loa, bác biết là có những bác đam mê loa đến giờ bác tính vàng không biết là mất bao nhiêu tiền vàng, bao nhiêu là vàng chứ không. Người ta quy đổi, người ta nó trượt giá. Với lại ngày xưa ta mua những chiếc đài nó tính cả cây vàng, mấy cây vàng, mình không theo thế được. Mình chơi theo cái đôi tai của mình nghe, mình thấy hợp túi tiền mình nghe hợp túi tiền các bạn. Chứ còn bác đua theo những đôi loa vài tỷ hay là 5-70 triệu hay 20-30 triệu, 50-30 triệu, vài trăm triệu, mình chưa có lực. Mình giải quyết cái khâu cái giải trí của mình, cái nhu cầu của mình đến đâu thì mình làm đấy. Chứ đua theo nhiều quá tốn tiền lắm, không theo được đâu. Đấy. Đây là những đôi loa phải nói đáp ứng nhu cầu cho bác là chơi hay, bày đẹp, hợp túi tiền, trang nhã, nhẹ nhàng, lịch sự. Những đôi này có thể đánh những căn phòng 30m2 đổ lại thoải mái rồi các bác. Cực kỳ đẹp. Combo cả bộ, cả chân, cả loa, đôi loa này 7 triệu 9 ạ. 7 triệu 9 ạ. Đấy, sau đây em sẽ quay gần lại chút loa cho các bác coi, nhìn thông số loa. Đây, nó bắt đầu gọi không cả. À, đây là đôi loa Tannoi Mercury. Để em nhìn xem nào. Ở trên này là thông số nó không báo trở kháng. Nhưng đa số những dòng này trở kháng đều là 8 ohm hết. Đó các bạn. Đây nhá, mặt trước của nó đây. Tannoi Mercury M20. M20. Mức giá 7 triệu 9 cả bộ này. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em. Rồi, em cảm ơn các bác.